Ok, thái dương em bị hổm, bác sĩ tư vấn giúp em nha. Vùng thái dương hổm thì có thể có 3 phương pháp để làm, đó là tiêm mỡ từ thân, tiêm filler hoặc là mình đặt cái sụn thái dương. Đối với quan điểm của tôi thì tôi sẽ chọn hai phương pháp, là ưu tiên nhất là tiêm mỡ từ thân. Nếu ai mà không cái chịu được sự sưng bầm thì lại có thể dùng phương pháp là tiêm filler. Còn tôi lại cực kỳ không thích phương pháp là độn sụn thái dương à, bởi vì tôi thấy rằng cái việc độn sụn á nó không có liên kết cái thái dương với cái trán được hay cái gò má tốt được, nó luôn luôn nó rất dễ tạo cái bờ mất liên kết. Và khi chúng ta độn cái sụn sờ sờ một cái khối cứng chỗ đó và nó nằm trên cái cân cơ thái dương hàm, khi chúng ta nhai nè, chúng ta thấy cái này nó nhúc nhích đúng không, thì đó là cái cân cơ thái dương hàm lúc nào nó cũng hoạt động. Nếu nó có một cái khối cứng trên đó nó sẽ làm cái khối đó nó dễ bị co đẩy lên đó ha. Còn đặt sâu đặt nông, nói chung là tôi không thích dùng phương pháp độn sụn thái dương. Tôi ưu tiên nhất là tiêm mỡ từ thân ha. Tiêm mỡ từ thân chúng ta sẽ tạo một độ dày cho vùng da thái dương và chúng ta có thể tạo sự liên kết với trán với gò má mình một cách rất là dễ dàng. Tôi cũng là một trong những gia đình được cần tiêm vùng thái dương này, nhưng mà chưa có tiêm được, khó tiêm, khó tự tiêm á ha. Đâu có đơn giản là ha, ai à, khách hàng à, các bạn à, đến Diva gặp bác sĩ Thảo kia, ô hết thái dương hết trán đó, bác sĩ Thảo tên tìm vô cho bạn liền, tôi muốn làm đẹp đâu có được rồi, chưa được được.